Thất bại cùng việc bỏ trốn với Pandora Box, anh đã bị Sparkling của Bill ngăn chặn và đánh bại. Ức hận trước mối nhục này, anh quyết tâm sẽ trở lại với sức mạnh của Kamen Rider để đánh bại được Sento, thứ sức mạnh Kamen Rider mà anh thèm khát. Để có được sức mạnh này, anh ta không ngần ngại quỳ xuống chân của Utsumi để được tập đoàn Namba thí nghiệm lên bản thân, trở thành Kamen Rider sử dụng Strat Driver, được chấp thuận để tham gia cuộc thí nghiệm. Cánh cửa của địa ngục vừa mở ra. Nếu các bạn chỉ xem series chính sẽ không thấy được sự tàn độc của cuộc thí nghiệm này. Các bạn nên tìm xem hai tập phim còn lại về series của Raw để biết thêm sự tàn khốc của thí nghiệm này. Tất nhiên trong clip mình sẽ không thể nào để chi tiết vì nội dung trong spin-off đó quá bạo lực. Anh đã phải đối mặt với những kẻ có Hazard level từ 4 trở lên. Bọn chúng mạnh áp đảo anh và có kẻ thậm chí còn được tuyển chọn trở thành Kamen Rider mới. Nhưng cho dù có tiềm năng lớn như thế nào thì bọn chúng đều thất bại. Chỉ có duy nhất Evot là tin tưởng vào quyết tâm của Gentoku. Niềm tin từ những tên cấp dưới cũ của mình đặt cho anh. Anh đã có quyết tâm để đánh bại những kẻ may mắn được chọn. Lúc này Rentoku sau khi trải qua địa ngục chỉ còn lại là một kẻ cuồng bạo và muốn có sức mạnh để tiêu diệt tất cả mọi thứ. Quyết tâm cực độ đó của anh đã giúp anh chuyển hóa thành Rider với tên gọi Ro, thứ tên gọi mà anh đã đặt cho Kamen Rider này, Strat Driver, nhưng không sử dụng lõi Jelly mà sử dụng một chiếc bottle phá nát nó với sức mạnh từ Crocodile để chuyển hóa thành Kamen Rider Ro. Lần đầu xuất hiện trong series chính cũng là lúc tuyên chiến với Toto. Anh đã ra mặt với tư cách là Kamen Rider. Hình dạng của Kamen Rider Ro là một trong những Rider đẹp trong series của Bill. Tất nhiên là trong series Bill thì quá nhiều Rider đẹp, nhưng thiết kế của Ro lại cực kỳ hợp. Từ việc xây dựng nội dung chuyển hóa từ Nairo thành Ro của Gentoku cho tới chiếc bottle chứ không phải là lỗi Jelly cũng cực kỳ ăn nhập với nhau. Lực cắn khổng lồ từ một con cá sấu đã tạo nên tất cả phần cơ thể của anh một màu tím, nằm giữa khoảng không giữa ánh sáng và bóng tối. Hàm răng của cá sấu tạo hình cho toàn bộ hình dạng của Nairo cho tới phần gương mặt của anh, thể hiện cú cắn cực mạnh của loài cá sấu, cũng như phần Strat Driver đã ép vỡ tinh chất từ chiếc lọ bottle. Tông màu tím với những chi tiết trắng thể hiện cho răng của cá sấu và chi tiết đứt vỡ thể hiện sức mạnh tuôn trào. Anh như mặt đối lập của Sento lúc đó, kẻ mang danh nhà khoa học ác ma lại chưa bao giờ trở về từ địa ngục. Chỉ có Gentoku, người luôn đứng trên đỉnh, lại từ địa ngục bò về để trả thù. Hình dạng Ro cũng khác hoàn toàn so với hình dạng Black Hazard. Anh ta không phải là màu đen mà là màu tím của sự khống chế hoàn toàn trong bóng tối. Có sức mạnh hủy diệt trong tay và thật sự kiểm soát của nó chính là điều đáng sợ của Ro lúc vừa xuất hiện. Khả năng Ro đến từ sức mạnh cú đá và những cú đánh phát huy toàn bộ tiềm năng lực cắn của loài cá sấu. Những cú đấm của anh mạnh tới nỗi xuyên phá những tên Hellrod một cách đơn giản. Lớp vảy bò sát của cá sấu cũng giúp anh tăng cao phòng thủ, chịu được hầu hết tất cả những đòn tấn công. Đến cả Hazard Trigger cũng chưa chắc làm khó được anh nếu không bật trạng thái Mark Hazard. Vũ khí của anh là khẩu Nebula Steam Gun với tông màu phù hợp với anh, được điểm tô bằng những chi tiết vàng. Cũng có khả năng chuyển hóa từ hình dạng súng ngắn và một chiếc dao nhỏ chuyển hóa thành khẩu súng trường tăng khả năng tấn công. Anh cũng kết hợp cùng với nhiều bottle để thi triển khả năng trên bản thân mình. Không có sự thay đổi nhiều trên hình dạng của Ro, mà anh chỉ thực hiện năng lực của những bottle đó. Ví dụ như Phoenix sẽ biến anh thành một con phượng hoàng lửa, giúp anh di chuyển trên không trung cũng như thoát khỏi phạm vi truy đuổi của kẻ thù. Chiếc bottle được anh sử dụng để lại ấn tượng nhiều nhất có lẽ là Diamond trong trận đối mặt với Rabbit Rabbit. Sức mạnh từ hàm cá sấu chỉ thực sự kích hoạt khi anh thực hiện đòn tất sát Crack of Finish. Anh lao thẳng vào kẻ thù, dùng hai chân của mình để tạo hình hàm của một con cá sấu, kẹp liên tục vào kẻ thù như những nhát cắn đau điếng từ hàm cá sấu, sau đó hất văng chúng ra xa để tăng lượng sát thương lên gấp đôi. Đòn tất sát sử dụng Nebula Stream Gun cũng tương tự như vậy, phát bắn của anh đẩy lùi tất cả những Rider trong phạm vi với quy lực khổng lồ của nó.